bề mặt của AIS Civil Survey là số liệu về khảo sát địa hình và kế thừa cái bề mặt thiết kế của phần thiết kế đường cũng như là cái dữ liệu tham chiếu của tuyến đường. Thì sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ thiết kế cái mặt bằng của mạng lưới thoát nước. Cái công tác thiết kế mặt bằng thì nó bao gồm các cái công tác đặc biệt là định nghĩa các vị trí các tuyến thoát nước, đó, tính toán cái phân chia các cái lưu vực vị trí thoát nước cho từng cái hố ga. Sau đó thì chúng ta sẽ từ cái lưu vực thoát nước thì chúng ta sẽ tính toán được cái lưu lượng cần thiết để cho chảy cho mỗi đoạn ống là bao nhiêu, và từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn được cái đường kính tối ưu cho đoạn ống và cái độ dốc tối ưu cho tính toán thủy lực, và sau đó thì có thể kiểm toán lại thủy lực. Sau khi chúng ta tính toán về thủy lực thì căn cứ vào độ dốc và chúng ta sẽ căn cứ theo cái bề mặt của cái hố ga của bề mặt hoàn thiện thì chúng ta sẽ có cái bước tiếp theo là bước về tính toán tối ưu về cao độ của mạng lưới. Cái việc tính toán tối ưu cao độ mạng lưới thì nó sẽ dựa trên cái nguyên lý là kiểm soát và làm khống chế sao cho cái cao độ đặt cống là thấp nhất, tức là nhỏ nhất, để sao cho cái khối lượng để đào thi công cống sẽ nhỏ, đảm bảo tính tối ưu cho về mặt kinh tế. Sau đó thì công đoạn cuối cùng là công đoạn về chia đốt các cái cấu kiện hố ga và cấu kiện đường ống để phục vụ cho công tác thi công. Và cuối cùng là chúng ta trong cái bước chia đốt cấu kiện này xong thì chúng ta có thể xuất cái mô hình 3D của cái mạng lưới thoát nước này. Đấy là cái chu trình của mạng lưới thoát nước. Thì trong cái thiết kế mạng lưới thoát nước này nó sẽ tách ra thành hai cái bài toán tương ứng với cả hai cái bộ môn của chúng ta là thiết kế mạng lưới cho thoát nước mưa và thoát nước thải của khu đô thị, khu công nghiệp, vân vân. Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ thiết kế mạng lưới thoát nước mưa, và buổi ngày mai thì nó sẽ là chúng ta sẽ học về cái mạng lưới thoát nước thải. Về bản chất thì cái tính thoát nước mưa và thoát nước thải thì nó chỉ khác nhau ở cái giai đoạn, ở cái bước là tính thủy lực mạng lưới này thôi. Nó khác nhau ở cái giai đoạn này, khi mà chúng ta sẽ phải tính cái lưu lượng phục vụ của các đoạn ống là nó khác nhau. Thì nếu mà trường hợp mà chúng ta có bị lỡ cái buổi ngày hôm nay, chúng ta không tham gia được, thì tham gia cái buổi ngày mai thì chúng ta vẫn có thể theo được cái phần thoát nước này, bởi vì hai cái mạng lưới cái nguyên lý thiết kế nó khá giống nhau. Rồi, để tiếp tục thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái ví dụ ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ các anh chị mở giúp em cái file ví dụ là cái file rain rate thoát nước mưa này, rain net này, trong cái thư mục link data ấy, trong thư mục link data của chúng ta, ở trong thư mục exercise link data thì nó sẽ có cái file là thoát nước mưa đây. Thì sau khi chúng ta mở cái file này lên thì trong cái file này đã có cái bố trí sẵn sơ bộ về cái mạng lưới thoát nước mưa này. Thì cái việc là bố trí cái mạng lưới thoát nước mưa này thì để tiện cho các anh chị trong quá trình theo dõi thì em đã sẵn cái file này. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra lại cái đơn vị bản vẽ và thiết lập cái đơn vị bản vẽ thông qua cái lệnh DWG unit. Chúng ta kiểm tra cái lệnh đơn vị của bản vẽ đó, thì ở đây nó sẽ có các cái loại đơn vị này, chúng ta sẽ chọn cái đơn vị là nhịp số 6 và đơn vị thông mét. Cái thứ hai là cái hiển thị với đơn vị thì chúng ta chọn hai là hệ chọn theo hệ thập phân. Tiếp theo là cái độ chính xác hiển thị sau dấu phẩy thì chúng ta chọn là hai chữ số sau dấu phẩy. Ở đây nó phần mềm nó sẽ có hệ thống nó có hỏi là chúng ta có phóng các cái đối tượng, có scale tự động scale các đối tượng khi mà chèn thì bản vẽ khác vào không, thì chúng ta chọn là đây là no. Đó, nếu nó đang là yes chúng ta chọn là no. Thế
Tiếp theo là nó có hỏi là có mesh, tức là có đồng bộ cái lệnh insert unit ở đây không? Chọn yes. Để lặp lại cho các anh chị để theo dõi nhé. Đầu tiên là gọi lệnh dvkg unit. Unit là có chữ sc ở sau cùng đấy. Đó, sau đó thì chọn thiết lập đơn vị của bản vẽ là mét, chúng ta sẽ chọn thì chọn số 6. Lựa chọn hiển thị chữ số thập phân thì là hiển chọn hiển thị đơn vị thì chúng ta chọn ra là 2 là theo hệ thập phân. Độ chính xác hiển thị sau dấu phẩy chúng ta chọn là 2 chữ số sau dấu phẩy, ấn số 2. Có phóng các đối tượng khi chèn thì bản vẽ khác không thì chúng ta chọn là no, là không. Và có mesh đồng bộ với cả cái tham số insertion unit hay không thì chúng ta chọn là yes. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chèn tham chiếu cái bản vẽ của cái phần khảo sát địa hình và cái bản vẽ của phần quy hoạch vào đây để chúng ta thiết kế. Đó, thì chúng ta dùng lệnh xref. Xref xcref thì nó sẽ hiện lên cái cửa sổ là cửa sổ xref này cho chúng ta. Thì chúng ta chọn vào cái nút biểu tượng ở trên này, ấn check dvkg này, chúng ta chọn chèn thêm cái bản vẽ vào. Thì chúng ta mở cái vẫn là trong thư mục đó thì chúng ta sẽ chèn cái bản vẽ của mô hình khảo sát và cái phần quy hoạch và phần quy hoạch và phần thiết kế đường. Đã chọn ba cái bản vẽ này, existing, planning và road. Tiếp theo là chúng ta nó sẽ hiện ra cái tùy chọn về xref. Thì ở đây chúng ta sẽ thiết lập hai cái thông số. Thứ nhất là chúng ta chọn cái path 2, tức là cái kiểu đường dẫn thì chúng ta chọn là no path, tức là gì ạ? Cái xref này nó sẽ không lưu đường dẫn. Cái tùy chọn thứ hai là chúng ta chọn là chỗ dưới này, cái kiểu reference là overlay. Sau đó chúng ta chọn ok. Thì lần lượt từng bản vẽ một nó sẽ được tham chiếu vào trong cái bản vẽ của chúng ta. Trong quá trình mà nó hiện lên, nó có hiện cái thông báo này, chúng ta cứ chọn ok thôi. Đó. Thì ba cái bản vẽ này nó sẽ được chèn vào bản vẽ của chúng ta. Cái bản vẽ existing là cái bản vẽ gì ạ? Số liệu khảo sát tự nhiên. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Khi mà chúng ta tra cứu các cái cao độ các thứ thì chúng ta sẽ gì ạ? Đối với mô hình tự nhiên thì chúng ta sẽ tra cứu từ cái mô hình tự nhiên, tức là từ cái file mô hình tự nhiên. Đối với cả cái bề mặt hoàn thiện thì chúng ta sẽ tra trong cái file road, là file thiết kế đường. Và các cái vị trí khác thì chúng ta có thể tra từ cái file quy hoạch. Thì khi mà chúng ta chèn vào như này thì các cái đối tượng ở trong cái bản vẽ thì các cái phần khác thì nó có thể hiện lên đây. Thì chúng ta dùng cái lệnh like draw để chúng ta xóa nó, để chúng ta ẩn nó đi. Nó có L A I dài. Chúng ta đóng băng nó lại. Đây. Like free for F L Z. Nó dùng cái lệnh like freeze để chúng ta đóng băng tất cả những cái đối tượng mà ở các bản vẽ mà chúng ta thừa, chúng ta không cần hiển thị. Ví dụ đường đỏ của tuyến đường mặt ngang, sắc dọc sắc ngang của tuyến đường là chúng ta những cái đối tượng này chúng ta không cần thì chúng ta có thể ẩn bớt đi cho nó gọn. Tiếp theo là cái cao độ khảo sát, chúng ta cũng không cần phải hiển thị lên, chúng ta có thể ẩn bớt đi.
các cái vị trí cọc của tuyến đường nếu mà chưa cần thì chúng ta thôi. Chúng ta có thể để lại hoặc là nếu không chúng ta có thể tắt đi, vì đợi chúng ta cần chúng ta sẽ bật lại sau. Thì đây là cái công tác mà chuẩn bị đầu tiên cho cái bản vẽ thoát nước của chúng ta. Thì công tác này sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lưu cái bản vẽ này lại, từ bản vẽ này lại. Thì từ lần sau khi chúng ta mở ra thì là các cái phần liên kết rồi chúng ta sẽ không phải thiết lập lại nữa. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào công tác thiết kế mạng lưới thoát nước. Thì để thiết kế mạng lưới thoát nước thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tạo cái mạng lưới mới. Trong một số trường hợp các anh chị nếu mà khi mà nó bị mất cái menu của cái phần về các cái menu ở đây. Đánh dấu cái dấu cờ màu xanh xanh trên này cho chúng ta để chúng ta phân biệt. Đấy là trong trường hợp mà khi chúng ta có nhiều mạng lưới thì chúng ta muốn làm được cái mạng lưới nào thì chúng ta sẽ phải chọn hiện hành cho mạng lưới đó. Sau khi chúng ta tạo cái mạng lưới rồi thì chúng ta sẽ thiết lập thông số thủy lực, chọn và thiết lập thông số thủy lực. Thì ở đây chúng ta là gì ạ? Chúng ta muốn thiết kế mạng lưới thoát nước gì, cho mục đích nào thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Đầu tiên là ví dụ như trong cái bài học hôm nay chúng ta sẽ là thiết kế mạng lưới thoát nước mưa thì chúng ta sẽ chọn ở đây là thoát nước mưa. Đó. Thì khi chúng ta thiết kế mạng lưới thoát nước mưa thì chúng ta sẽ thiết lập các cái thông số của dự án, bao gồm là các cái hằng số khí hậu của ứng với khu vực. Ví dụ như là cái công trình của chúng ta đặt tại Hà Nội chẳng hạn, hoặc là ở Cần Thơ. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn. Thì ở theo cái tiêu chuẩn 7957/2008 ấy thì là nó sẽ không phải là đủ tất cả các cái tỉnh thành phố, thì chúng ta sẽ chỉ chọn cái khu vực nào, cái tỉnh thành phố nào trong quy trình ấy mà nó gần nhất với cái khu vực đặt công trình của chúng ta thôi. Các tỉnh thành phố ở đây ví dụ như chúng ta chọn là Hà Nội chẳng hạn. Đó, thì khi chúng ta chọn Hà Nội thì nó sẽ tra các cái hằng số khí hậu ACBN theo tiêu chuẩn và nó sẽ nhập lên đây cho chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập các thông số khác, ví dụ như là tần suất mưa, hệ số dòng chảy, hệ số phân bố mưa, vận tốc giả định và thời gian thu nước mặt. Sau đó thì chúng ta sẽ cập nhật. Thì ý nghĩa của các cái thông số này, ý nghĩa của thông số này như thế nào, là ý nghĩa là gì, thì chúng ta có thể tham khảo ở trong cái tiêu chuẩn thiết kế. Đây, ý nghĩa của các thông số đây là cái gì và tính theo cái công thức như thế nào là chúng ta sẽ tham khảo ở trong cái
cái tiêu chuẩn 1957/2008 là quy chuẩn hiện hành hiện nay để tính, để đây chính là các tham số để dùng để tính ra cái lưu lượng mưa, lưu lượng mưa cho từng lưu vực. Đó, thì em cũng sẽ gửi thêm cả cái tiêu chuẩn 1957/2008 này lên trên cái group Zalo cho chúng ta nhé. Sau khi chúng ta thiết lập xong thì chúng ta chọn cập nhật để nó sẽ lưu vào mạng lưới. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước là gì ạ? Khai báo này, khai báo cái bố trí các cái tuyến thoát nước và các vị trí hố ga trên mặt bằng. Để khai báo thì chúng ta sẽ vào cái lệnh định nghĩa tuyến thoát nước. Chúng ta sẽ thêm quy lai, thì chúng ta sẽ thêm ở trong chỗ này. Đây. Nó sẽ thêm quy lai này, chọn lần lượt các đường này. Ở đây chúng ta cũng có thể chọn hàng loạt, nhưng mà cái công tác mà chúng ta để chúng ta dò lại thì nó hơi lâu, thì chúng ta có thể chọn từng đường một thì nó sẽ dễ hơn. Thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta sẽ đặt tên, ví dụ như cái tuyến này chúng ta tạo coi như là đây là các cái tuyến gì ạ, tuyến N, tuyến đây là các tuyến D của cái đường, còn đây là các tuyến N thì sẽ có D1, D2, D3, D4, D5, D6, tức là 6 cái tuyến đường dọc và 3 cái tuyến đường ngang, chúng ta tạo đặt thế cho dễ hiểu. Thì cái tuyến này nó sẽ là gì ạ, tuyến này nó sẽ là tuyến thoát nước. Chúng ta sẽ đặt cùng cái tên tuyến đường là gì ạ? D1A. Cái tuyến này sẽ là D1B. D2A. D2B. D3A. D3B. D4A. D4B, D5A, D5B. Tuyến này sẽ là tuyến N1. Tuyến này sẽ là N2, N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N3. Và tuyến này tuyến D6. Thì sau đó thì chúng ta gì ạ, sau khi chúng ta đặt nhập tên xong như này thì chúng ta sẽ chọn gì ạ, chọn cái cao độ thiết kế. Thì ở đây khi mà chúng ta nếu mà ở bước thiết kế sơ bộ thì chúng ta sẽ chưa có cái cao độ thiết kế thì chúng ta cũng có thể bỏ qua cái bước này. Đấy, hoặc không, nếu chúng ta có thiết kế rồi thì chúng ta sẽ chọn ở cái bề mặt thiết kế, chọn cái bề mặt thiết kế, và sau đó thì chúng ta sẽ lưu. Ấn lưu. Thì sau khi chúng ta ấn lưu thì phần mềm nó sẽ tạo cho chúng ta gì ạ? Tạo chúng ta các cái vị trí hố ga và các cái đoạn đường ống, nó sẽ bố trí sẵn vào đây cho chúng ta. Đấy, bố trí sẵn các cái đoạn đường ống vào đây cho chúng ta rồi. Và hoàn toàn tất cả các cái đường ống và hố ga này là nó sẽ chọn mặc định. Rồi. Sau khi mà chúng ta bố trí cái hố ga này rồi thì nó mới có các cái hố ga tại các vị trí giao tuyến này thôi, tức là các vị trí mà giao của các tuyến thoát nước với nhau thì nó sẽ có cái hố ga đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ theo cái tiêu chuẩn của ngành nước thì là gì? Và điều kiện thực tế là gì? Chúng ta cứ khoảng 30m hoặc 40m thì chúng ta lại phải bố trí một cái hố ga thăm, tức là hố ga để chúng ta làm công tác bảo trì mạng lưới thoát nước sau này, đúng không? Thì lúc ấy chúng ta sẽ phát sinh thì mọi người hố ga, thì chúng ta sẽ chọn và tạo hố ga và chọn là gì ạ, chèn ga vào mạng lưới các anh chị nhé. Đây, thì đó anh chị chọn cái là lệnh này, chèn ga lý trình theo tuyến ấy, lệnh tắt của nó là
AMHS. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn, toàn bộ các tuyến của chúng ta. Chọn toàn bộ các tuyến. Sau đó ấn Enter. Và nhập cái khoảng cách, nhập cái khoảng cách của chúng ta. Khoảng cách giữa các hố gà ấy. Ví dụ cho nhập vùng 30. Enter. Nó hỏi có tiền tố hay không thì chúng ta có thể bỏ qua, Enter luôn. Thì lập tức thì các cái đoạn ống ở đây chúng ta sẽ được thì nó sẽ tự động kèn chúng ta là cứ 30m là lại kèn một hố gà ở đây chúng ta. Để chúng ta có thể kèn tự động. Thì cái việc kèn tự động như vừa rồi thì nó sẽ gây ra một số cái vấn đề là gì ạ? Có những cái đoạn mà nó ngắn quá như này, nhưng là vẫn kèn vị trí ra. Thì thông thường cái đoạn này thì cái quy trình của chúng ta là có thể là từ 30 đến 40 mét này sẽ đặt một hố gà. Thế nhưng mà ví dụ như cái đoạn này nó còn thừa là một đoạn nhỏ quá thì sẽ không ai bố trí hai cái chị gà ở đây. Thì chúng ta sẽ gì ạ? Nó sẽ chỉ cần trực tiếp xóa cái gà này đi thôi bằng lệnh xóa của kép. Chọn loại nút đen này. Thì là cái đoạn ống cũng sẽ được tự động nhập vào một cho chúng ta. Đây, ở đây nó đang là hai đoạn ống nhất. Thì khi chúng ta xóa đi là nó sẽ thành một đoạn ống của chúng ta luôn. Và không mất công phải điều chỉnh lại. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái ghi chú của hố ga lên. Để chúng ta biết là cái hố ga nào là hố ga nào, đúng không? Tên nó là gì thì chúng ta sẽ chọn là ở cái mục điền ghi chú này là chọn là điền ghi chú hố ga. Đấy, chúng ta sẽ chọn tất cả hố ga đây. Đấy. Lệnh tắt của nó là điền ghi chú ga thu viết tắt. Thì nó sẽ điền cái thông tin của hố ga đây cho chúng ta là hố ga này tên là hố ga gì. Đấy, ví dụ như đây hố ga tên là 1, hố ga tên là 2, hố ga tên là 3. Đấy, cao độ mặt, cao độ đáy là bao nhiêu thì nó sẽ điền ghi chú đây cho chúng ta. Và vừa rồi thì là chúng ta mới đặt tên cho các cái tuyến thoát nước. Thì đến bước này là chúng ta sẽ phải đặt tên cho các cái hố ga, bởi vì là gì ạ? Đây nó cũng là tên hố ga 1, sang bên này cũng là hố ga 1. Như thế thì nó sẽ có rất là nhiều cái hố ga một ở trên bản vẽ, đúng không? Và nó sẽ không thể biết được hố ga nào là hố ga nào. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là đặt tên ga theo tuyến DTGPT, đặt tên ga theo tuyến. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn các cái tuyến này, chọn toàn bộ các tuyến này. Thì lập tức thì ạ, cái hố ga này nó sẽ được đặt theo cái số thứ tự tăng dần của cái tuyến. Ví dụ như cái hố ga này nó sẽ tên là D1A.1, D1A.2, D1A.3 và cái ga bên này nó sẽ là D2. Đó, nó sẽ lấy tên tuyến, sau đó thì nó sẽ thêm cái số thứ tự vào 1, 2, 3, 4 gì đó. Thì như nếu khi chúng ta đặt tên ga theo cái cách thức như thế này thì khi mà chúng ta nhìn một cái tên ga này là chúng ta sẽ biết là gì ạ? Cái ga này là ga thứ mấy của tuyến nào thì chúng ta sẽ tìm, nó sẽ rất là nhanh. Thì ở đây nó sẽ có một cái vấn đề là gì, các cái ga mà nó sẽ nằm ở cả hai tuyến như này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ biết đặt theo cái nào. Thì lúc ấy chúng ta sẽ đặt lại tên ga, nhưng mà chúng ta sẽ ưu tiên cái gì ạ? Ưu tiên cho các cái tuyến chính. Ví dụ như cái ga ở chỗ này này, cái ga này thì chúng ta sẽ đặt ưu tiên theo là gì ạ? Đặt theo cái tuyến lớn hơn ở đây. Thao tác đến đây các anh chị đã nắm được gì ạ? Bây giờ trong trường hợp
trong trường hợp mà cái vị trí của một cái ở một vị trí nào đó mà cái hố ga của chúng ta thì ạ, nó bị vướng vào các cái gì ạ, vướng vào các địa vật, nó bị vướng vào các địa vật khác, tức là tại vị trí đó chỉ cần hiểu đơn giản là tại cái vị trí đó thì chúng ta không thể đặt được cái hố ga ở đấy, không thể xây được cái hố ga ở đó, nó bị vướng cái trụ cứu hỏa hoặc là vướng vào một cái hệ thống hiện hữu khác nào đó thì chúng ta không đặt vị trí đó, thì đúng không, chúng ta sẽ phải gì ạ, phải dịch cái vị trí ga đi, đúng không? Thì để dịch thì chúng ta dùng cái lệnh move của kép di chuyển cái hố ga đấy đi. Tất nhiên là khi dịch thì chúng ta phải vẫn phải bắt theo cái phương của tuyến đó. Thì khi chúng ta dịch đi thì cái đường ống nó sẽ được tự động chia lại chúng ta. Tất nhiên là khi dịch xong thì chúng ta sẽ điền lại ghi chú hố ga cho nó. Đến bước này các anh chị đã theo được chưa? Đó. Về cơ bản đến đây là chúng ta sẽ bố trí xong cái mặt bằng của cái hố ga và của mạng lưới thoát nước. Đó. Và để chuẩn bị cho cái tính toán lưu lượng. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ dành ra khoảng 15 phút để chúng ta thực hành lại nhé. Thì trước khi các anh chị thực hành lại thì em sẽ làm lại từ đầu đến cái thao tác này nhé, để các anh chị tiện theo dõi. Em sẽ làm lại từ đầu và các anh chị theo dõi lại một lượt. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở cái bản vẽ thoát nước mưa này ở trong cái thư mục của chúng ta ra. Thư mục Link Data, chúng ta mở cái bản vẽ thoát nước mưa ra. Bước thứ hai là gì ạ? Chúng ta thiết lập bằng cái lệnh DWG unit. Chọn hệ đơn vị là mét. Hiển thị theo hệ thập phân chọn 2, độ chính xác số phẩy chọn 2 chữ số số phẩy, có phóng bản vẽ lên không và chọn là no, và có mesh với cả cái thông số insertion unit không và chọn yes. Sau khi thiết lập này xong thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ reference, tức là tham chiếu cái bản vẽ của cái nền hiện trạng và cái bản vẽ bề mặt thiết kế bằng lệnh xref. Chọn attach DWG. Sau đó thì chúng ta vẫn cái đường dẫn ở trong thư mục đó của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn file existing và file road. Đó. Ở đây chúng ta có thể chọn thêm cái file planning để chúng ta kịp để chúng ta xem đối chiếu với cả cái phần quy hoạch. Trong cái phần tùy chọn của tham chiếu tham khảo ngoài thì chúng ta sẽ chọn ở đây là cái kiểu đường dẫn là không lưu đường dẫn, và cái kiểu tham chiếu là chọn overlay. Chúng ta nhớ tuyệt đối hai cái thông số này nhé, chọn no path và overlay. Thì sau khi chúng ta tham chiếu xong thì ở cái cây thư mục của chúng ta có hai cái mô hình ở trong cái file existing là file khảo sát, số liệu khảo sát, và file road là file thiết kế đường, thì nó sẽ được liệt kê lên đây. Các cái tuyến đường trong phần thiết kế đường cũng sẽ được hiển thị lên đây. Đấy, các tuyến đường ở đây. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái lệnh line freeze để đóng băng các cái lớp ở trong các cái bản vẽ tham chiếu.
để cho nó nhìn được dễ hơn. Dùng cái lệnh live freeze. Và sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt chọn các đối tượng ở trên cái bản vẽ chúng ta trong cái phần tham chiếu này, để chúng ta tắt đi để cho nó giúp cho cái bản vẽ nó thao tác nó sẽ nhẹ và nó sẽ gọn hơn. Các cái cọc tuyến đường chúng ta có thể tắt đi, tìm tuyến đường chúng ta có thể tắt đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ lưu cái bản vẽ này lại và bắt đầu thiết kế mạng lưới thoát nước. Để khai báo mạng lưới thoát nước thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một cái mạng lưới thoát nước mới, chọn tạo mạng lưới thoát nước, đặt tên nó là thoát nước mưa. Sau khi tạo mạng lưới thoát nước mới thì chúng ta sẽ chọn hiện hành bằng cách kích nút ở trên cây dữ liệu. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập thông số thủy lực cho cái mạng lưới thoát nước này. Và chọn là cái mạng lưới chúng ta là thiết kế theo mạng lưới gì, theo cái mục đích là thoát nước mưa hay thoát nước thải, và tính theo lý thuyết nào, chúng ta sẽ chọn ở đây. Thiết lập các cái thông số để tính toán thủy lực. Sau khi thiết lập xong thì chúng ta sẽ định nghĩa cái tuyến thoát nước. Chúng ta chọn vào menu của tuyến thoát nước này, chọn tạo tuyến, và lần lượt chúng ta sẽ thêm các cái quy ra. Nó sẽ làm các tuyến dọc trước nhé. Chỗ này là D1A, D1B, D2A, D2B, D3A, D3B, D4A, D4B, D5A, D5B, D6. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái bề mặt ở đây, bề mặt của tức là cái cao độ mặt của cái hố ga ấy, nó sẽ lấy theo cái mô hình địa hình nào, thì chúng ta sẽ chọn là mô hình đốt lưu. Thì đây nó khác với cả cái lúc nãy của em chúng ta tạo, đúng không? Chúng ta tạo nó ra hết tất cả mạng đây, và đây em cố tình là cho nó khác cái lúc nãy đi một chút để các anh chị hiểu được cái quy trình mà định nghĩa tuyến ở đây này. Chúng ta có thể làm nhiều lần chứ không nhất thiết là phải làm một lần là xong hết. Đấy, chúng ta có thể thêm mình hai lần, một lần cho các tuyến dọc, một lần cho các tuyến ngang, ví dụ N1 này, N2A, N2B, N2C, N2D, N2E, N3, gọi là nốt và hiện gọi là lưu. Thì sau khi tạo xong thì chúng ta sẽ phát sinh các cái hố ga ở trên cái mạng lưới này bằng cách là chúng ta vào cái lệnh tạo hố ga, có phần là chèn ga lý trình theo biến, và chúng ta chọn tất cả tuyến của chúng ta và gì ạ, nhập cái khoảng cách của chúng ta cho các cái giữa các cái ga của chúng ta, ví dụ khoảng cách là 30m, tuyệt đối chúng ta có thể bỏ qua. Thì sau khi tạo xong thì là việc các cái vị trí ga mà nó sẽ chia làm các cái đoạn ống ngắn quá thì chúng ta có thể bỏ đi, tức là các cái vị trí ga gần nhau là chúng ta có thể xóa bớt ra đi. Trong trường hợp mà việc các cái hố ga của chúng ta ở các vị trí mà nó gần nhau quá thì chúng ta các vị trí gần nhau quá thì chúng ta có thể điều chỉnh lại bằng cách xóa, còn những cái vị trí mà không đặt được hố ga
lúc ấy chúng cần phải dịch vị trí ra thì chúng ta sẽ chỉ cần dịch đi thôi. Đây. Và chọn đường ống này, cái này là em làm thêm để các chị hiểu rõ hơn thôi. Đây, ví dụ như các cái đoạn ống này tại vị trí này là gì ạ? Chúng ta đang giữ định đặt gà ở đây thì là bên gì ạ? Bên này là chiều dài ống là 30 m, bên này 30 m, nhưng mà chỗ tại cái vị trí này chúng ta không đặt được gà thì chúng ta dịch sang bên này 2 m chẳng hạn, lập tức ở bên cái đoạn ống này nó sẽ tự chia lại là dài 28 m và bên này sẽ tự chia lại là dài 32 m. Và cuối cùng chúng ta sẽ chọn điền ghi chú ga để chúng ta hiển thị các cái tên ga lên. Khi hiển thị tên ga lên xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một số cái tên ga nó chưa được đặt, được đặt chuẩn. Đây, tên ga nó vẫn đang đặt rất là lung tung, nhiều cái ga nó bị trùng lên nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh là đặt tên ga theo tuyến, chọn tất cả tuyến chúng ta. Là việc tất cả cái ga và vô ga này chúng ta nó sẽ được đặt lại, và chúng ta sẽ làm thêm cái lệnh đó một lần nữa cho các cái tuyến chính của chúng ta, thì các cái vô ga ở đây nó sẽ được đặt theo lần lượt theo thứ tự, ví dụ N3.4, N3.1, N3.2 đó, và theo thứ tự này là chúng ta. Và sau đó thì chúng ta sẽ lưu bản vẽ lại. Đấy là xong phần thiết kế mặt bằng, bố trí sơ bộ cái mặt bằng lối thoát nước. Rồi, vừa rồi em đã thực hiện lại lần thứ hai rồi. Bây giờ thì các anh chị sẽ thực hành lại, và sau đó thì chắc là em sẽ mời một hai anh chị học viên lên để gọi lại show lại cái thao tác vừa rồi cho cả lớp xem nhé. Nó sẽ dành ra khoảng 10 phút để các anh chị tự làm lại các cái thao tác vừa rồi nhé. Sau đó thì sẽ chúng ta sẽ mời một anh chị nào đó lên thực hiện lại cái thao tác, và trong quá trình thực hiện lại thì nếu mà có bị nhầm lẫn được hoặc là bị thiếu sót ở bước nào thì em sẽ bổ sung ngay cho anh chị, để coi như lớp chúng ta sẽ ôn lại được một lần nữa nhé. Rồi, bây giờ đến cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu để tính toán. Đây là các cái việc là bố trí các cái hố ga của chúng ta và các cái đường ống chúng ta là bố trí sơ bộ trên mặt bằng là các cái tuyến như này. Đó. Thì ở đây các anh chị sẽ thấy là gì, trong sơ đồ này là em đã vẽ sẵn cho các anh chị rồi. Tức là gì ạ? Trong cái khu vực ở đây chúng ta là cái khu vực như này thì nó sẽ chia thành các cái lưu vực là các cái đường xanh xanh này. Đó. Chia thành các lưu vực là đường xanh xanh. Thì các anh chị hiểu tưởng tượng là đây là một cái khu phố đúng không? Mỗi cái này là một cái khu phố. Đấy. Và trong cái khu phố này thì gì ạ? Người ta sẽ chia là gì ạ? Cái khu vực này này, cái khu vực trong chỗ khu vực này là gì ạ? Nó sẽ nước nó sẽ chảy theo các cái hướng mũi tên ở đây. Anh chị hình dung chưa? Đó. Ví dụ trong cái khu phố này sẽ chia làm 4 phần. Các cái đoạn ống ở trong đoạn này nó sẽ phải chịu cái lưu lượng của cái gì ạ? Chịu lưu lượng trong phần này. Đó. Ở chỗ này, ví dụ như khu vực này, trong cái lưu vực BD này thì nó sẽ chảy về hai bên, tức là nước ở hai bên này nó sẽ đổ về giữa này, và cái đoạn ống này sẽ phải chịu, đúng không? Rồi, thì bây giờ cái cách tính thì chúng ta sẽ tính toán như nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào cái phần tính thủy lực này. Đầu tiên chúng ta sẽ quản lý lưu vực. Chúng ta sẽ gọi cái lệnh quản lý lưu vực và cái thiết lập mạng lưới quản lý lưu vực thoát nước. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành thêm các lưu vực bằng cách là gì ạ? Ấn một cái dấu cộng ở đây. Khi ấn dấu cộng ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ kích vào một cái đối tượng ở trên bản vẽ mà thuộc cái layer để lưu vực hiện. Thì chúng ta kích chọn một cái đường xanh xanh ở đây, sau đó thì chọn toàn bộ. Thì lúc này nó sẽ liệt kê các cái lưu vực của chúng ta ra đây. Ví dụ như lưu vực này chúng ta có thể đặt tên lại là A1 này, A2, B2, B1, B3,
cái việc đặt tên lại này thì có thể các anh chị có bỏ qua cũng được, nhưng mà lời khuyên là chúng ta nên gì ạ, nên đặt để nó dễ phân biệt. Còn bình thường nó sẽ tự động phát sinh cho chúng ta một cái tên rồi. Ở cái bước này thì các anh chị có thể thực hành theo và cũng nhanh thôi. Đó. Thì khi mà chúng ta định nghĩa cái lưu vực như thế này thì phần mềm nó sẽ tự gì ạ, tự tìm ra, ví dụ như là trong cái lưu vực này, lưu vực A2 này là nó có các gì ạ, nó có các cái ga nào ở trong này rồi, các cái hố ga này. Đó. Ví dụ như ở đây các anh nhìn thấy ở đây là cái lưu vực B2 này, là nó sẽ có gì ạ, có các cái ga DB1, DB2, D1B1, D1B2 đến D1B6, tức là gì ạ, cái lưu lượng nước trong khu vực này, lưu lượng nước mưa trong khu vực này nó sẽ do thì nó sẽ đổ vào 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái hố ga này chứ. Anh chị hiểu cái giai đoạn này gì ạ, công đoạn này gì ạ? Cái công đoạn này là gì ạ? Khai báo để cho điện, để cho cái phần mềm nó biết được rằng là cái hố ga nào thì phải chịu cái lưu lượng cho bao nhiêu, chịu cái lưu lượng tiêu thoát nước mưa trên bề mặt là bao nhiêu, để cho cái khu vực nào. Đấy, sau khi chúng ta thiết lập này xong, chúng ta sẽ đóng cái lệnh này vào. Em thực hiện lại nhé. Quản lý lưu vực này. Lúc đầu tiên là nó sẽ chưa có cái lưu vực nào ở đây cả. Nó sẽ như này. Nó sẽ trống trơn như này. Đó. Thì các anh chị vào cái thiết lập mạng lưới quản lý lưu vực thoát nước. Sau đó kích vào nút thêm. Khi kích vào nút thêm thì nó sẽ chọn, đầu tiên là sẽ chọn một cái đường nằm trong các cái một đường bất kỳ trong các cái đường lưu vực của chúng ta, để nó sẽ gì ạ, nó sẽ tìm trong bản vẽ tất cả những cái đường nào thuộc cái layer giống cái đường chúng ta vừa chọn. Sau đó thì chọn toàn bộ như này. Đó. Thì nó sẽ tự tìm các cái hố ga trong cái mạng lưới của chúng ta và các cái đường Poiré lưu vực này, để nó sẽ gắn chúng ta là lưu vực nào là phục vụ cho cái này. Sau khi chúng ta chọn lưu vực xong thì chúng ta sẽ tính toán cái lưu lượng của các loại ống chúng ta là cần bao nhiêu, thì chúng ta vào cái tính thủy lực và dọn điện tính toán lưu lượng yêu cầu. Cái lệnh này thì nó sẽ có thể nó sẽ chạy hơi chậm một chút, bởi vì nó sẽ phải sắp xếp cái tuyến của chúng ta, sắp xếp cái tuyến và các hố ga nó ra thì nó sẽ hơi lâu một chút, chứ không phải nó treo nhé, các anh chị lưu ý xem cái này. Anh chị chọn là tính thủy lực, sau đó thì chọn là tính toán lưu lượng phục vụ, là tính toán lưu lượng yêu cầu. Sau khi nó quét xong thì nó sẽ ra cái phần này, thì chúng ta sẽ là gì ạ, chúng ta sẽ sắp xếp lại cái tuyến ở đây, sắp xếp lại cái tuyến sao cho nó phù hợp để chúng ta tiện cho cái việc theo dõi. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ, các cái tuyến N1A, N2A, N3A, N4A, N5A nó sẽ cùng đổ vào cái tuyến N1,
thì chúng ta sẽ đặt điện, nó sẽ sắp xếp lại D1A, D2A nó sẽ sắp xếp lên trên, D3A lên trên, D4A lên trên, D5A lên trên. Đó. 5 cái tuyến này nó sẽ chảy vào tuyến N1 thì chúng ta sẽ đưa ngay cái tuyến N1 lên trên. Đó. Tiếp theo là gì ạ? Cái tuyến gì ạ? N2A nó sẽ chảy vào tuyến gì ạ? Cái tuyến N2A này. N2A này nó sẽ chảy vào cái tuyến. Ở đây chúng ta sẽ có D1B lên trên đầu này. N2A sẽ chuyển chảy vào tuyến D2B. N2B tức là tuyến này. Nó sẽ chảy vào cái tuyến N2C à D3B. Thì chúng ta sắp xếp ở đây. N2B N2E sau đó thì chúng ta sau khi chúng ta sắp xếp xong thì chúng ta gì ạ? Chúng ta kích vào cái nút tính này thôi. Em lưu ý lại với các anh chị là cái việc sắp xếp này các anh chị có thể sắp xếp hoặc không sắp xếp thì đều được, phần mềm vẫn tính ra được. Tuy nhiên là khi mình sắp xếp lại, khi mình sắp xếp lại theo cái trình tự thì mình sẽ theo dõi được, nó sẽ được thuận tiện hơn. Còn nếu chúng ta không sắp xếp lại cũng không sao cả. Đó. Đấy. Thì sau khi tính toán xong thì người ta sẽ phần mềm nó sẽ biết được dần điện cái từng cái đoạn ống này một, ví dụ đoạn ống này là nó sẽ phải chịu cái lưu lượng gì ạ? Nó phải chịu cái lưu lượng là 0,07 m³/s. Đến cái đoạn ống này là phải chịu cái lưu lượng bao nhiêu? 0,15 m³/s. Thực ra thì đoạn này về bản chất là giống nhau, nhưng mà gì ạ? Do cái đoạn này nó sẽ phải chịu thêm cái lưu lượng của cái gì ạ? Của cái nhánh này đổ vào nữa, của cái đoạn ống trước đổ vào nữa. Thì lưu lượng nó sẽ tăng dần. Và ví dụ như những cái đoạn ống này chẳng hạn, như cái đoạn ống này thì nó sẽ điện ngoài cái lưu lượng mà nó sẽ phải tự phục vụ ở khu vực của nó thì nó sẽ phải chịu thêm cái điện, chịu thêm lưu lượng của hai cái nhánh đổ vào này nữa. Đó. Và cái việc tính toán này nó sẽ tính toán hoàn toàn tự động của chúng ta. Chúng ta chỉ cần gọi cái giao diện này lên, có thể sắp xếp lại tuyến hoặc không sắp xếp lại tuyến, và sau đó thì ấn nút tính. Đó. Chỉ một thao tác tính thôi là phần mềm nó sẽ tự động tính cho chúng ta. Và sau khi tính xong thì chúng ta sẽ đến cái phần là tối ưu thủy lực. Thì trong cái phần tối ưu thủy lực này thì chúng ta sẽ vào chọn vào tính thủy lực và chọn gì ạ? Tối ưu thủy lực đường ống. Thì khi tối ưu thủy lực đường ống như thế này thì chúng ta sẽ cái thao tác chúng ta sẽ kích nút lên cái phần ô tuyến thoát nước này đấy, để nó hiện danh sách toàn bộ các cái đoạn ống của chúng ta lên đây, có 144 đoạn ống thì chúng ta chọn một ô trong bảng, xong ấn Ctrl A. Sau khi chọn Ctrl A rồi thì chúng ta sẽ thiết lập
Thứ nhất là chúng ta thiết kế là muốn thiết kế là chọn là cái cống tròn hay cống hộp. Ví dụ chúng ta muốn chọn là cống hộp thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Còn nếu không chúng ta bỏ tích ở đây thì sẽ hiểu là nó sẽ chúng ta sẽ thiết kế cống tròn. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái độ dốc. Thì cái độ dốc ở đây thì chúng ta sẽ gì ạ? Nó sẽ có độ dốc tối thiểu. Thì là nó sẽ được quy định ở trong quy trình rồi, là giá trị độ dốc tối thiểu chúng ta sẽ theo kinh nghiệm chúng ta sẽ lấy là 1/D là nghịch đảo của đường kính. Còn độ dốc tối đa thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Ví dụ độ dốc tối đa ở đây là để nó đảm bảo cái gì ạ? Để nó đảm bảo là cái đường kính của chúng ta nó không bị gì ạ? À, cái đường ống của chúng ta nó không bị chôn sâu quá. Ví dụ như là cái đoạn đầu tuyến thì nó sẽ lưu lượng rất là nhỏ, nhưng mà càng về cuối tuyến nếu mà chúng ta để độ dốc lớn thì gì ạ? Cái đường ống nó sẽ bị trộn cái chiều sâu chôn ống nó rất là sâu, bởi vì nó cứ lan dần. Do vậy là chúng ta nên khống chế cái độ dốc tối đa, ví dụ như là khoảng là 0.4% thôi, tức là cái độ dốc tối đa là 0.4%. Đấy, thì chúng ta sẽ gì ạ? Sau khi mình chọn xong cái này, chúng ta sẽ tích chọn vào nút tính. Thì sau khi tính xong thì lập tức nó sẽ tự gì ạ? Phần mềm nó sẽ tự chọn cho chúng ta là gì ạ? Cái đoạn ống này cần là đường kính bao nhiêu và độ dốc bao nhiêu thì nó sẽ tự tính và nó gán lên cho chúng ta. Đó, thì ví dụ như cái đoạn đầu này nó sẽ chỉ lưu lượng nó ít thì nó sẽ chỉ cần là đường kính 400 thôi và độ dốc là 0.25%. Đến đoạn này thì nó sẽ cần là gì ạ? Cái đường kính 400 không đủ nữa, nó phải tăng lên dùng lại đường kính 500. Đoạn này vẫn 500 vẫn đủ. À, đến đoạn này thì phải cần đến đường kính D600 thì mới đủ được. Thì chúng ta sẽ thấy là cái đường kính nó sẽ đương nhiên nó sẽ tăng dần đến cuối tuyến, đến cái phần cuối của máy lấy thoát nước này thì đường kính nó sẽ to dần lên. Đấy là cái việc là gì ạ? Tính và gán tự động. Đó. Bây giờ chúng ta muốn điều chỉnh, chúng ta muốn điều chỉnh thì chúng ta sẽ làm thế nào? Đó. Thì chúng ta lại gọi lại cái lệnh tối ưu thể lực này, tính toán tối ưu thể lực. Sau đó thì gì ạ? Từng đoạn một, ví dụ như là cái đoạn tuyến chúng ta cần phải kiểm tra lại cho cái tuyến gì ạ? Tuyến A2 này, chúng ta sẽ chọn vào cái tuyến A2 là cái chỗ này là tuyến D1 đúng không? D1A chúng ta chọn mỗi cái này thôi. Đấy, cho nó nhanh. Đấy, ví dụ như cái đoạn này, bây giờ chúng ta thấy rằng là gì ạ? Phần mềm nó gợi ý rằng là chỉ cần D400 là tính đủ. Là đủ rồi. Thế tuy nhiên là gì ạ? Vì là gì ạ? Nó sẽ có một số cái đoạn ống D400 này. Đó. Nó sẽ có một số đoạn ống D400 này. Và cái số lượng ống D400 nó gì ạ? Nó quá nhỏ. Nó quá ít. Thì khi chúng ta đi mua vật tư chúng ta sẽ khó được hả? Đó. Thì lúc ấy chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ thay hết cái ống D400. Thay hết cái ống D400 bằng cái ống gì ạ? Bằng cái ống D500. À, chúng ta sẽ dùng một cái loại ống lớn hơn để chúng ta thay thế. Thì lúc ấy chúng ta sẽ chọn gì ạ? Ta chọn lại cái ống D400 này này. Đấy. Đoạn này chúng ta gì ạ? Kích phải chuột ở đây. Chọn F value. Ta chọn là gì ạ? D500. Kích nút ở đây. Chấp nhận thì nó sẽ gắn sang D500. Thì khi gắn sang D500 thì chúng ta sẽ gì ạ? Khi gắn sang D500 thì chúng ta sẽ tích vào phần cố định D để chúng ta tính lại xem là độ dốc nó cần bao nhiêu. Đó, thì khi mà tính D500 thì nó sẽ bảo cần từng ngày độ dốc thôi. Độ dốc chỉ cần 0.2% thôi. Đó. Bởi vì chúng ta biết cái nguyên lý là gì ạ? Cái ống càng gì ạ? Ống càng nhỏ thì cần phải càng dốc. Đấy. Thì nó mới chảy nhanh được. Đấy, còn ống mà lớn, khi chúng ta tăng đường kính lên ống lớn thì chúng ta sẽ chỉ cần
chúng ta có thể giảm độ dốc đi mà nó vẫn đảm bảo được cái lưu lượng yêu cầu của chúng ta. Và ở đây nó sẽ có cái thông số là gì ạ? Thông số là cái độ đầy, tức là chúng ta sẽ lấy là gì ạ? Với cái lưu lượng quy yêu cầu là cái lượng mưa yêu cầu chúng ta thiết lập ấy, thì cái đường kính ống D400 ở đây này, D500 này này, nó sẽ chỉ luôn luôn chảy ngập khoảng một nửa ống thôi. Đấy, tức là H trên D, tức là cái tỷ lệ chảy ngập ở trên cái đường kính là nó có 0,46, tức là nó sẽ chỉ chảy có khoảng là, nếu mà bảy ống là 100% thì cái 46 này nó sẽ chỉ là khoảng 46% thì ống thôi. Đến cái đoạn sau này thì nó phải chảy là gì ạ? Chảy ngập 72% của cái ống. Đấy, đến cái đoạn cuối này thì là gì ạ? Nó sẽ chảy ngập toàn bộ, chảy đầy ống. Bây giờ giả sử gì ạ? Đấy là vừa rồi chúng ta sẽ tính cho gì ạ? Tính cho mỗi một cái đoạn ống này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn là gì? Chúng ta muốn thay cho toàn bộ các ống D400 thành D500 thì chúng ta sẽ làm một cách nào? Đầu tiên chúng ta sẽ lay ISO, tức là chúng ta sẽ tắt các đối tượng khác đi, để lại mỗi cái đối tượng này thôi, để lại mỗi cái đoạn ống này thôi. Sau đó thì chúng ta vào cái danh sách hố ga hướng dẫn của chúng ta, khai báo ra hướng dẫn này, chúng ta chọn sang cái đoạn đường kính, chọn lại đường ống này, chọn định dạng hướng dẫn và chúng ta chọn sang cái ống D500 này. Kích phải chuột ở loại đến ống D500 này, chúng ta chọn gán thông tin, chọn hết cho các loại đường kính này, lay on lên. Và thì các cái đoạn ống mà chúng ta 400 lúc nãy nó sẽ được đổi hết sang loại gì ạ? Lại D500. Vậy thì khi nó đổi lại sang loại D500 này rồi thì chúng ta cần phải tính lại gì ạ? Tính lại xem là cái độ dốc cần thiết là bao nhiêu, thì chúng ta lại gọi vào cái lệnh kính thủy lực tối ưu. Sau đó thì chúng ta gì ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ ở đây, Ctrl A, nó tích vào cái phần cố định D và chúng ta tính lại độ dốc yêu cầu. Và sau khi tính lại thì nó sẽ yêu cầu lại là cái độ dốc là cần bao nhiêu. Và cái tính năng cuối cùng trong phần tính toán thủy lực này là chúng ta gì ạ? Chúng ta muốn kiểm toán lại xem là gì ạ? Đây là cái lượng thực tế nó chảy này, đây là cái lượng thực tế của các đoạn ống chúng ta là cần từ này. Nhưng mà gì ạ? Chúng ta muốn biết là với cái đường kính D500 này và độ dốc như này thì tối đa cái lưu lượng có thể chảy được trong các đoạn ống là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ bảng và chúng ta chọn cái tích chọn cái lựa chọn là H trên D lớn nhất này, tức là sẽ cho phép là chảy đầy trong ống, thì xem và ấn tính lại thì để xem là cái gì ạ? Để xem lại là cái lưu lượng thực tế, cái lưu lượng tối đa của cái mạng lưới thiết kế chúng ta nó sẽ chảy được bao nhiêu trong từng đoạn. Thì cái tính năng này nó có tác dụng là gì ạ? Nó có tác dụng là để khi mà chúng ta muốn gì ạ? Muốn kiểm tra xem là một cái sau khi chúng ta cái mạng lưới chúng ta đã đi vận hành được một vài năm rồi, nhưng bây giờ có một cái đơn vị khác ở bên cạnh, người ta muốn gì ạ? Người ta muốn đấu nối vào cái hệ thống mạng lưới thoát nước chúng ta, thì chúng ta phải kiểm toán lại xem là gì ạ? Đây, ví dụ như về sau là tại vị trí này người ta muốn đấu nối thêm vào đây thì chúng ta phải biết được rằng gì ạ? Cái lưu lượng tối đa mà cho phép người ta đấu nối vào là bao nhiêu. Đấy, thì sau khi tính xong thì chúng ta sẽ biết được rằng là gì ạ? Đây, bên cột bên này là cột yêu cầu chảy thực này, còn cái cột bên này này là cái cột mà tối đa cái đường ống này, các cái đoạn ống này có thể lưu thoát được là bao nhiêu. Các anh chị rõ chưa? Rồi,
Thì sau khi mà tính toán được đây đến đây rồi thì là chúng ta hoàn toàn sẽ biết được các cái độ dốc của các răng ống và các đường kính ống rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo là bước về tối ưu cao độ. Và chọn vào thiết kế cao độ, chọn là tối ưu cao độ mạng lưới. Sau khi chúng ta chọn đến cái bước này thì chúng ta sẽ thiết lập các thông số như sau. Thứ nhất là cái cao độ mặt ga, chúng ta sẽ lấy theo cái cao độ thiết kế. Cao độ mặt ga lấy theo cao độ thiết kế là rốt. Cái chiều sâu H0 thì nó chính là cái gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn ở đây. Đây là cái minh họa của đạn ống. Thì là gì ạ? Cái chiều sâu H0 này là chiều sâu tối thiểu từ cái mặt, từ cái mặt của cái từ cái đỉnh ống lên trên cái bề mặt thiết kế. Thì nó chính là cái gì ạ? Nó chính là chiều sâu mà để bảo vệ cái ống. Để sao nó cái ống mà đương nhiên là nếu mà nó gần cái mặt đường quá thì nó có thể gì ạ? Do cái tác động của mặt đường nó sẽ làm của mặt tự nhiên ấy, của mặt thiết kế thì nó sẽ có thể là bị vỡ cái ống. Thì người ta sẽ có cái quy định là gì ạ? Cái chiều sâu tối thiểu để chôn ống không được chôn sát cái mặt đường mà phải gì ạ? Đảm bảo cái chiều sâu tối thiểu là bao nhiêu mét. Đó, thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Ví dụ như đây là 0,7 mét. Thì chúng ta sẽ ấn vào nút tính, nó nhập cái thông số này. Các anh chị lưu ý là trong cái thiết lập này là chúng ta sẽ chọn bề mặt là bề mặt thiết kế và chiều sâu là theo cái chiều sâu quy định, ví dụ như là 0,7 mét. Nhập hai thông số đó và sau ấn nút tính. Đó. Thì sau khi tính xong thì nó sẽ gì ạ? Sẽ tính là cao độ đáy, cao độ đỉnh, cao độ đáy của các hố ga chúng ta. Nó sẽ điền lại ghi chú. Như vậy là gì ạ? Chúng ta đã thiết kế xong cái cao độ cho cái mạng lưới này rồi, cao độ cho cái mạng đường ống rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ thiết kế cao độ cho cái gì ạ? Cho cái hố ga, thiết kế cao độ cho hố ga. Thì chúng ta sẽ chọn vào trong hố ga, thiết kế hố ga, chọn thiết kế chi tiết ga. Thiết kế chi tiết ga. Xin lỗi các anh chị, là chọn vào thiết kế hố ga toàn tuyến. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn gì ạ? Chọn toàn bộ các cái ga trong mạng lưới chúng ta như thế này, trên cái bảng này. Thứ nhất là cao độ mặt ga thì chúng ta sẽ chọn theo cái bề mặt thiết kế. Sẽ tích vào cái nút áp cao độ mặt ga. Tiếp theo là cái cao độ đáy ga thì chúng ta sẽ tính bằng cái gì ạ? Bằng cao độ đáy cống trừ đi một cái giá trị là cắt. Thì giá trị đang cắt ở đây theo quy trình người ta sẽ yêu cầu là 0,3 mét. Thì chúng ta sẽ tính, ấn vào nút tính cao độ đáy ga. Sau khi làm xong các hai thao tác trên thì ấn nút lưu để nhận lại cái giá trị đó. Thì sau khi ấn giá trị lưu rồi thì tất cả cái hố ga ở đây nó sẽ hiển thị là gì ạ? Giá trị cao độ mặt, cao độ mặt ga, cao độ đáy ga đó, của từng đoạn ống ở đây. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn thông tin tuyến đường. Thì ví dụ như đây là tuyến đường này, là tuyến đường N1 này. Đây, tuyến đường N1 nó nằm ngang ở dưới này. Thì chúng ta sẽ gắn cái lý trình tuyến đường này cho cái tuyến N1 của chúng ta. Đó. Cái tuyến đường D1 này là tuyến đường thẳng này. Thì chúng ta sẽ gắn cho hai tuyến là tuyến D1A và D1B của chúng ta. Đó. Thì cái thao tác gắn tuyến đường chúng ta sẽ vào cái tuyến cấp nước.
gắn lý trình cho tuyến đường. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn tuyến N1. Rồi chọn tuyến N1. Sau đó chúng ta click chọn đồng ý. Và chúng ta sẽ gắn cho cái tuyến thoát nước N1. Chọn cái tuyến gì ạ? Tuyến D1. Đồng ý. Và chúng ta sẽ gắn cho D1A và D1B. Đó. Và lần lượt chúng ta làm như vậy cho các cái tuyến còn lại trong bản vẽ. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất kết quả. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ xuất các cái chắc dọc. Thì chúng ta chọn vào vẽ chắc dọc. Ví dụ như cái tuyến N1, ta cần vẽ chắc dọc của cái tuyến thoát nước N1 của chúng ta. Mô hình tự nhiên chúng ta sẽ lấy từ cái bề mặt địa hình existing. Mô hình thiết kế chúng ta sẽ lấy từ mô hình road. Sau đó chúng ta sẽ kích chọn là vẽ chắc dọc tự nhiên. Đây chính là cái bề mặt road của phần mô hình của thiết kế đường. Đó. Các cái đoạn nó đi qua cái đoạn đi dưới lòng đường đây. Và chúng ta có thể thể hiện cao độ các cái vị trí tuyến giao. Đã thể hiện cao độ các vị trí tuyến giao. Đó. Và cái lý trình ở dưới tuyến đường, lý trình ở dưới tuyến đường của chúng ta nó cũng sẽ được hiển thị ở đây. Đó. Ví dụ như ở đây của chúng ta là tại cái vị trí vô ga này. Đó. Nó cách gì ạ? Nó cách tim tuyến đường là 7,5 m. Và diện cái ga hố ga N1.2 này, nó diện nó nằm phía trước của cọc số 2 của thiết kế đường là 4 m, và cọc phía cách cọc 1 là 10 m. Đó thì nó chính là cái đoạn này, cái hố ga này, nó diện đây, cái đoạn này nó sẽ là 4 m và đoạn này sẽ là 10 m. Đó. Và cái hố ga này nó cách cái diện, nó cách cái tim tuyến đường ra là 7,5 m. Thì để về sau khi mà ra cái bản vẽ thi công ấy, ra bản vẽ thi công thì lúc ấy thì người ta sẽ chưa có vị trí hố ga này, và để muốn biết cả cái hố ga này nằm ở vị trí nào thì người ta gì ạ? Người ta dựa vào cái tuyến đường ở đây là gì ạ? Nó nằm ở giữa cọc 1 và cọc 2 của thiết kế đường. Cách cọc 1 là 10 m, cách cọc 2 là 4 m, thì nó sẽ tìm được điểm này. Từ điểm này cách 7,5 m thì người ta sẽ xác định được cái vị trí hố ga, là đặt vị trí hố ga tại vị trí này, thì nó sẽ rất thuận lợi cho cái việc là xác định cái vị trí của hố ga để vị trí hố ga để phục vụ thi công. Đó. Và lần lượt chúng ta làm đối với cả các tuyến khác cũng như vậy. Đây, tuyến D1A, D1B. Đó, và lần lượt chúng ta sẽ vẽ cho tất cả các cái đặc tuyến khác trong bản vẽ của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ xuất các cái bảng biểu, đúng không? Kích vào cái phần bảng thống kê. Đó. Thì khi chúng ta kích vào phần bảng thống kê ở đây, nó sẽ có tất cả các loại bảng như này. Ở đây chúng ta có 8 loại bảng khác nhau. Bảng thống kê thì chúng ta sẽ chọn mấy các cái bảng nào, chọn từ số từ 1 đến 8. Đó là trong cái loại của chúng ta có bao nhiêu hố ga, có bao nhiêu loại đường ống với khối lượng là bao nhiêu. Đây. từng cái hố ga một, các loại hố ga của chúng ta, đấy, các cái bảng thống kê. Và chúng ta sang cái phần cuối cùng là cái phần về xuất thiết kế 3D, thiết kế chia các đốt cấu kiện của chúng ta. Thì để chia đốt cấu kiện thì chúng ta đầu tiên chúng ta gọi cái lệnh chia đốt cấu kiện CDCK. Nó sẽ chọn toàn bộ cho cái loại các cái tuyến của chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta, đây vừa rồi là chúng ta sẽ chọn chia đốt cấu kiện.
Và cuối cùng chúng ta chọn xuất mô hình 3D. Đó, thì ở đây xuất chúng ta có thể xuất cho từng tuyến hoặc là xuất toàn bộ. Đó. Thì sau khi chúng ta xuất mô hình 3D của các đoạn ống ở đây thì nó sẽ vẽ cái đoạn ống ở đây cho chúng ta, và chúng ta có thể gì ạ? Có thể xoay 3D để chúng ta xem. Thì trong để quá trình xoay 3D nó thuận lợi thì chúng ta có thể tắt bớt các cái đối tượng khác đi. Để chúng ta xem cho nó thuận lợi. Cách xoay thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh 3D Orbit bằng cách là giữ phím Shift và ấn phím chuột giữa. Để chúng ta xem cái mạng lưới đã được thiết kế của chúng ta. Nó có thể tô bóng bằng cái lệnh SHA sau đó xin chọn R. Đây là các vị trí vô ga của chúng ta và các đoạn ống của chúng ta. Thì ở đây các anh chị sẽ nhìn thấy là gì ạ? Nó sẽ có bị một tồn tại một cái vấn đề là gì ạ? Các hố ga chúng ta là chúng ta mới đang chưa gắn lại cái loại hố ga. Đây, chúng ta chưa gắn lại loại hố ga. Ví dụ cái loại hố ga này là loại hố ga đường kính nhỏ, nhưng đối với cả loại đường kính lớn hơn thì chúng ta sẽ phải có cái gì ạ? Chúng ta phải có cái kích thước của hố ga lớn hơn thì chúng ta sẽ gắn lại cái loại hố ga đấy như thế nào. Thì chúng ta sẽ chọn lại các loại hố ga ở đây. Chọn lại các cái này chúng ta xóa đi nữa. Lại. Đó. Ví dụ như ở đây của chúng ta. Đây, ví dụ như ở đây của chúng ta thì là cái gì ạ? Nó sẽ có 3 loại đường ống là D1200, D900 và D800. Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn cái loại hố ga là gì ạ? Loại hố ga để nó đáp ứng được cái đường kính D1200. Thì chúng ta vào cái lệnh khai báo hố ga hướng dẫn. Chúng ta chọn sang cái định dạng hố ga và chọn sang cái hố ga của loại đường kính 1200. Tích phải chuột gắn thông tin. Ví dụ chúng ta gắn cho tất cả cái hố ga này là loại hố ga đường kính 1200. Các cái hố ga ở chỗ này chúng ta phải chọn gắn hố ga đường kính 1250 đúng không? Hoặc có thể dùng loại hố ga 1500 gắn thông tin cho các cái loại ống ở đây. Và gì ạ? V3D. Tức là chúng ta sẽ xuất mô hình 3D ống ra. Ta có thể xuất cho một tuyến này để chúng ta kiểm tra. Xuất cho các tuyến của nhánh như này để chúng ta kiểm tra. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Nó đã thay thế bởi cái đường kính ống mới rồi. À cái loại hố ga mới rồi. Nó to hơn cái hố ga lúc nãy. Đây,
anh chị thấy là phí ở cái chỗ này là chúng ta vẫn dùng lại được cố ga đường kính nhỏ ra đây, chúng ta sẽ thay thế bằng cái loại cố ga đường kính nó lớn hơn. Và ngày mai thì chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thống mạng lưới thoát nước thải, thì chúng ta cũng sẽ xây dựng lên được một cái mạng lưới như thế này, xây dựng thành được một cái mạng lưới như thế này, thì lúc đó thì chúng ta sẽ gì ạ, có thể ở cái trong cái thời gian mà chúng ta sẽ học trực tiếp ấy, là chúng ta sẽ dùng kết quả của những cái file học ngày hôm nay để chúng ta gì ạ, đồng bộ lên một cái mô hình của một cái khu quy hoạch nhé. Bây giờ là các anh chị sẽ thực hành lại nhé. Ngày mai chúng ta sẽ học về mạng lưới thoát nước thải. Còn cái phần về xuất các cái kết quả của bản vẽ thoát nước thì đến đây là cũng là tương đối đầy đủ rồi. Các anh chị thấy là trong cái quá trình mà mình triển khai các dự án ấy thì có những cái yêu cầu gì khác không ạ? Thì có thể đặt câu hỏi đến đây, hoặc là nếu mà không tiện thì các anh chị có thể chat qua cái ô cửa sổ chat, chat qua cái group Zalo ấy, thì bên em cũng có thể trợ giúp các anh chị được. Để thuận lợi thì em khuyên các anh chị là nên tải cái file mà em vừa gửi cái file mà sau khi mà đã thiết kế cao độ xong rồi. Cái file thiết kế cao độ em đã gửi qua group Zalo chúng ta rồi, thì để chúng ta sẽ thực hành từ cái file này. Đây là cái file em vừa gửi qua group Zalo đấy. Để các anh chị thực hành lại. Theo các từ bước này, nó sẽ chỉ có bao gồm là vẽ chắc dọc thoát nước và gì ạ? Vẽ chắc dọc thoát nước này, chia đốt cấu kiện và xây dựng cái mô hình 3D cho mạng lưới. Bây giờ anh chị nào xung phong để thực hiện lại cái thao tác này. Tí nữa chị Lan sẽ thực hiện lại thao tác này nhé. Chị cứ thử tự thực hành đi. Sau đó chị Lan sẽ show cho mọi người xem nhé. Đúng không ạ? Để chưa được anh ơi. Đấy thì em chị tải cái file em vừa gửi qua Zalo ấy, xong rồi chị chỉ cần thực hiện cái thao tác mà từ cái việc là vẽ chắc dọc, xuất ra các bảng biểu cũng như là chia đốt cấu kiện. Đó thì bây giờ chị sẽ tự thực hành lại đi, sau đó thì tí nữa chị sẽ show kết quả cho mọi người xem, hoặc là chị sẽ thực hành lại cho mọi người xem nhá. Cái file em vừa gửi cái file mà đã tính toán lại thiết kế mạng lưới xong ở cái bước thiết kế cao độ ấy là em đã gửi qua Zalo cho các anh chị rồi, thì các anh chị có thể copy đè cái file đó, đè lên cái file mà ở trong cái thư mục exercise, thư mục bài tập hôm trước em gửi cho anh chị đó. Chưa nhớ anh ơi. Ok thì em sẽ thực hiện lại nhé, thực hiện lại từ cái giai đoạn vẽ chắc dọc nhé. Dạ. Đây, từ giai đoạn này này, bây giờ sau khi mà chúng ta đã thiết kế loại hố ga rồi đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ phải gắn lại cái loại hố ga, gắn lại các loại hố ga tương ứng với các loại đường kính. Lúc đấy là chúng ta tất cả các loại hố ga chúng ta đều gắn lại một loại bằng nhau đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ phải gắn lại từng loại tương ứng, thì chúng ta sẽ vào cái lệnh khai báo hố ga hướng dẫn này.
cái hố ga tương ứng. Ví dụ như cái ga này là ga 800 này đó. Hố ga 800, tức là hố này 800 đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái hố ga đi 800. Chọn hố ga đi 800. Và phải chuột chúng ta gắn thông tin cho các cái hố ga này. Đến đây là phải gì ạ? Đến đây vẫn dùng đi 800 được đúng không? Đến đây sử dụng đi 1000 thì mới đủ được đúng không? Tích phải chuột gắn thông tin từ đoạn này là đi 1000. Đến chỗ này là phải đi 1200 thì đúng không? Đến đoạn này là phải dùng D1500 đúng không? Đó. Sau khi làm cái này xong thì chúng ta có thể xuất ra cái sắc dọc thoát nước. Kích vào nút vẽ sắc dọc ở trên này. Xin lỗi các anh chị, còn một thiếu một cái bước là bước gắn tuyến đường nữa. Đó. Vào tuyến thoát nước, gắn lý trình cho tuyến đường. Đó. Thì cái tuyến N1 này, cái tuyến N1 là cái tuyến đường nằm ngang này, thì chúng ta sẽ gắn cho cái tuyến N1 của tuyến thoát nước. Thì chúng ta sẽ tích chọn ở cái bảng này, tích chọn trên cái bảng này, sau đó thì chọn đồng ý và gắn cho cái tuyến thoát nước này. Tiếp theo là gì ạ? Cái tuyến N2, để chọn ra tuyến N2 đồng ý và chúng ta sẽ gắn cho các cái tuyến thoát nước ở đây. Tiếp theo là cái gì ạ? Cái tuyến D, D1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gắn cho hai cái tuyến thoát nước này. Đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ vẽ chắc dọc. Ví dụ vẽ chắc dọc cho tuyến N1, mô hình tự nhiên, mô hình thiết kế, vẽ chắc dọc của tuyến N1. Thao tác nó chỉ có như vậy thôi, nó một vài lệnh thì thôi. Chắc cái này là còn bị thiếu cái thao tác vậy, tính hố ga cái này nó hơi chậm. Có vẻ như là hôm nay mọi người cũng đang không theo dõi được nhiều, nên là ngày mai em sẽ hướng dẫn lại một cái trình tự y thế này đối với cả cái mạng lưới thoát nước thải, để cho mọi người, các anh chị nắm nó vững hơn nhé. Còn hôm nay thì các anh chị cố gắng là dựa trên cái clip em hướng dẫn, em sẽ bảo bạn Hùng ấn bạn ấy ghi lại, và sau đó thì là các anh chị sẽ cố gắng là thực hiện lại để ra được cái kết quả như em thực hiện nhé. Đây là bến 3D của đàn ống đúng không ạ? Dạ. Anh Bình ơi, em có ý kiến là nếu mà mình có thể thì anh viết vài cái nốt á, là ví dụ như vào tab nào bước 1 bước 2 xong rồi mình thì lúc mình thực hành đó mình sẽ nhìn vô cái đó thì nó dễ theo dõi hơn là mình vừa nhìn trên màn hình xong rồi mình quay trở qua bên này mình note lại, hoặc là mình phải vừa coi video vừa thực hành lại. Thực ra thì là ở đây này, chị nhìn trên cái sơ đồ của chỗ này này, nhìn trên cái sơ đồ này này là các anh chị sẽ nắm được ngay này. Ở đây mình nên nhớ là mình cố gắng thực hiện theo cái việc là mình nắm được là cái logic là từ bước nào xong đến bước nào. Chị nhìn trên cái sơ đồ này đó, thì ví dụ như là đầu tiên là ở ví dụ như cái giai đoạn đầu là chị phải thiết kế một cái mặt bằng tuyến nhất, giai đoạn thứ hai là chị tính toán thủy lực, giai đoạn thứ ba là tính toán cao độ, và giai đoạn thứ tư là tính toán cấu kiện cho thi công và xuất ra các cái kết quả. Trong cái thiết kế mặt bằng thì sẽ bao gồm là từ định diện tuyến này đó, thiết kế mặt bằng bố trí là các cái ga ở đâu này. Đó. Xong đến cái đoạn thứ hai là tính toán thể lực,
thì sẽ là tính lưu lượng, quản lý lưu vực. Sau đó thì tính toán đường kính công tối ưu, tính toán tối ưu độ dốc và kiểm toán thể lực. Đó thì dựa vào trên cái sơ đồ này thì mình sẽ dễ hiểu hơn là cái thao tác kia. Và cái thao tác kia thì được, chắc là chị thực hiện một hai lần thì chị quen ngay thôi. Chị ạ.